Thượng Bí Đạo Hữu hôm nay còn tiếp tục giảng về kinh Ưu Bà Tắc Giới, mà lần này thầy giảng cái đề tài mà Đức Thế Tôn giảng dạy rằng đó là khuyến khích người nghèo vô thi. Thưa Bí Đạo Hữu, người giàu họ có tiền, họ có bạc, họ có nhiều cái tài sản vật chất thì thôi mình không có nói, họ dương giả để họ bố thí, họ dương giả để họ cúng dường. Bây giờ thưa Bí Đạo Hữu, người nghèo lấy gì để bố thí? À, tiền cũng có, khuôn ăn áo mặc cũng thiếu thốn, bây giờ lấy cái gì để bố thí? Cho nên ở trong kinh Ưu Bà Tắc Giới có dạy rằng khuyên người nghèo bố thí, và Bí Đạo Hữu nghe khuyên người nghèo bố thí. Thiền Nam Tử, người trí thường khởi suy nghĩ như thế này: muốn của Phật này theo dõi thân ta đến đời sau, mà tại sao trước chẳng bố thí, lại phải quán sát nhân chính chánh, sự khổ não của kẻ bằng cùng hay sự khoái lạc của người giàu sang. Thế nên buộc tâm thường ưa thực hành bố thí. Thiện Nam Tử, nếu người có của thấy kẻ đến xin, nói rằng không, hay nói tôi đang đau khổ, nên biết người ấy đã nói đến những đức và nghèo cùng của đời tương lai. Quý đừng thấy không? Người như vậy gọi là hạng người buôn lung. Chúng ta một dịp nào đó có một người đến, họ nói dạ, con xin cầu xin ông, cầu xin bà hãy bố thí cho tôi. Thì cái người mà được cầu xin bố thí đó, họ trả lời nó là tôi đang đau khổ, tôi đang nghèo cùng, tôi đang không có tài vật, tôi đang thiếu thốn tất cả. Ông hãy đi chỗ khác, bà hãy đi chỗ khác, xin đi, đừng xin nơi tôi. Khi mà trả lời như thế đó, quả thật là người đó là tự chuốc lấy một sự nghèo khổ của mình, không những trong kiếp này mà còn trong tương lai. Người đó tự tạo dựng cho mình một đời sống không có được giàu có sang trọng cho mình từ đời này cũng như trong đời sau. Vì sao? Người ta đến xin mình đã không cho, mà mình nói rằng mình đang đau khổ, mình đang nghèo cùng, mình đang than vãn, mình đang đủ thứ bất hạnh hết. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, trong cái tự thân của mình có mặt trong cuộc đời này, dù tối thiểu đi nữa, mình không có tiền tài danh vọng, nhưng mình cũng bố thí được. Quý đạo hữu đã nghe cái câu chuyện mà có một cặp vợ chồng nghèo ăn xin. Và thưa quý đạo hữu, nghèo quá, đâu có gì để cho, mà chỉ có một cái chiếc khố. Nếu mà ngày đó người vợ đi xin thì người chồng trao cái chiếc khố đó cho người vợ để người vợ mặc và đi xin. Và nếu ngày nào mà người chồng đi xin thì người vợ trao chiếc khố đó cho người chồng đi xin. Chỉ có một chiếc khố để mặc thôi. Quý đạo hữu thấy nghèo đến như vậy. Và sau khi đi xin ăn, được một nắm xôi, được một cái chuối, được một quả táo, được 50 sen, được một đồng, về hai vợ chồng chia nhau để sống. Và nếu có ai mà cần cho, nếu có ai mà cần sự giúp đỡ, thì khi mà người vợ đi khất thực, người vợ đi xin, thì người chồng giúp đỡ những điều cần. Và cái thay phiên như thế, thì quý đạo hữu thấy được là nghèo đến độ như vậy là cùng, chứ không nghèo hơn nữa. Ấy vậy mà người ta cũng còn biết bố thí bằng một lời nói nhã nhặn lịch sự: dạ thưa bà, dạ thưa ông nghèo cùng khốn khổ, tôi cũng nghèo cùng khốn khổ, vậy thôi mình hãy chia nhau những gì mình có, bằng những lời nói ân cần nhã nhặn. Mà bằng những lời nói ân cần nhã nhặn đó là bố thí đó, thưa quý đạo hữu.
chứ không phải người ta đến xin mình rồi mình đuổi người ta, nói tôi đang đau khổ, tôi đang bất hạnh, tôi đang đủ mọi thứ hình thân hình nọ, thì nó là như ở trong kinh nói, người như vậy gọi là người biên luân buôn luân, người như cái đó gọi là bạc đức mỏng bạc nghèo cùng ở trong đời tương lai. Quý đức hữu thấy, cho nên ngày hôm nay quý đức hữu nghe được những cái bài giảng như thế này, khuyên người nghèo bố thí, thì khi mà chúng ta gặp những người bằng cùng khốn khổ đến xin những điều gì mà mình có, mình cứ cho. Mình cho là mình đang mua cái giàu đó, thưa quý đạo hữu. Mà quý đạo hữu đã nghe câu chuyện bà lão ở nơi thành Vương Xá cúng dường cho tôn giả Đại Ca Diếp một cái mẻ cháo thiêu chưa? Nhờ vậy đó mà bà lão sinh thiên đó. Chẳng lẽ ngồi nơi đây quý đạo hữu nghèo hơn bà lão đi ăn xin sao? Có không? Mình không có đến nỗi như vậy đâu. Cho nên bây giờ mình phải cố gắng tích lũy, tu tập. Mà cái phương pháp tu bố thí là một cái phương pháp đầu tiên của Bồ Tát. Bố thí trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Chúng ta đem cái tài sản mình có, mình hãy bố thí đi. Chứ để rồi một ngày mai kia mà mình xả bỏ bao thân rồi, mình cũng muốn bố thí, cũng bố thí được không? Không, mình bố thí được nữa đâu. Dù biết rằng ở trong sách của mình có 10 đồng, có 20 đồng, nhưng mà cái tay của mình cứng đơ, cái chân của mình cứng đơ, mình không đứng dậy đi được, mình không thể lấy để mình bố thí được, thì tới chừng đó mình có muốn bố thí cũng không có bố thí được đâu, quý đạo hữu. Bây giờ quý đạo hữu bố thí được cứ cho đi, cho người nghèo 50 xu, cho người nghèo 1 đồng, cho người ăn xin 50. Đó là cái gia tài của mình trong tương lai, quý đạo hữu. Mình đang bỏ ống đó, mình đang bỏ ống để rồi ngày mai kia là dạ. Thiện nam tử, người không của vật, tự nói rằng tôi không có gì hết. Nghĩa ấy không đúng, vì sao? Tất cả cỏ nước ngoài đồng ai lại chẳng có, dầu là vị quốc vương trong nước chưa chắc ý được, mặc dù là kẻ nghèo cùng chẳng phải không bố thí được. Tại sao? Người nghèo cùng cũng có phần ăn, ăn rồi rửa chén bát để chắc nước cạn thí cho loài khác ăn cũng được phước đức. Trời ơi, mình ăn cơm xong rồi, hoặc là ăn cái bánh mì xong rồi nó rớt ở trên bàn đó, mình đùa những cái mẻ, là những cái miếng bánh mì nhỏ nhỏ, miếng bánh tráng nhỏ nhỏ nó rớt trên bàn đó, quý đạo hữu đùa lại trên bàn tay, là quý đạo hữu đi kiếm cái ổ kiếm, quý đạo hữu bỏ nó xuống, hay là quý đạo hữu để trong cái dĩa ở ngoài hàng rào chim nó xuống ăn được không? Đó cũng là một cách bố thí. Như vậy thì nghèo đó có nghĩa là không bố thí được. Mà đêm đêm sáng sáng thầy đi ra ngoài trước chùa, thầy thấy bao nhiêu người hôm nét đang nằm họ ngủ, mà họ ăn á, bánh mì cũng có, bánh hamburger cũng có, nước uống cũng có. Sau khi thầy thấy họ ăn xong rồi, buổi sáng thầy ra kho chuyện mà họ tạo một cái nhân không có tốt. Mà khi mà tạo một cái nhân không tốt như thế đó thì làm sao được giàu có, làm sao được khỏe mạnh, làm sao mà bán cái nghèo của người hôm nét đi được. Trước chùa mà họ uống bia xong rồi họ bỏ lon đó, họ ăn hamburger xong rồi họ bỏ cái bao đó, rồi ketchup rồi họ bỏ tùm lum ở trước tam cấp của chùa, thầy phải đi lượm, thầy phải dọn bỏ vô trong rác lấy nước xịt cho nó sạch. Quý đạo hữu thấy tạo một cái nhân như thế đó thì làm sao mà được giàu có sang trọng. Đáng lý ra mình ăn xong rồi thì mình mới dọn dẹp, nào là bao bánh, nào là lon coca cola, nào là những cái gì mình lấy mình bỏ trong sọt rác đi. Họ không lấy bỏ trong sọt rác, ngủ xong rồi ăn xong rồi bỏ đó. Thì khi mà chúng ta tạo lấy một cái nhân như thế đó, quả chắc chắn sẽ không đưa đến một cái quả tốt cho đời sống của họ. Mà quý đạo hữu biết rằng đất già la, chư thiên, long thần hộ pháp, đáng lý là mình phải gìn giữ sao để cho nó sạch sẽ, để cho bá tánh thập phương họ đi chùa
họ tụng kinh, họ niệm Phật. Mình có phước, đàn này không có. Và thiệt, nhiều khi thầy nói hoài mà không biết phải làm sao, thôi tự tay mình dọn đi cho rồi. Cho nên ở đây này, vì quốc vương trong nước chưa chắc đã bố thí được, mặc dù là giàu có sang trọng, nhưng một kẻ nghèo cùng không phải là không bố thí được. Vì sao? Người nghèo cùng cũng có phần ăn, ăn rồi nửa chén bát để chắc nước cạn thí cho loài cá ăn cũng được phước đức. Nếu đêm chừng một hộp bụi, một hộp bột, một hạt cơm mà thí cho loài kiến cũng được quả báo phước đức không lường. Trong thiên hạ những người rất nghèo, ai lại không có chừng một hộp bột đâu? Ai không có chừng nửa một gạo đâu? Ai không có chừng một cái miếng mẻ bánh tráng đâu? Có ai một ngày ăn ba bát cơm mà mạng sống không được an toàn? Cho nên từ chỗ đó quý đại hữu đã nghe cái câu chuyện của sư phụ. Câu chuyện của sư phụ ở nơi đây, ai là người họ Nguyên, đệ tử của Hòa Thượng Bổn Sư đó. Mà cứ mỗi buổi sáng Hòa Thượng chỉ mặc cái áo tràng có một tay, còn tay thả lủng lẳng như thế này, cầm một ổ bánh mì khô nguội, hay là một cái bát cơm nguội, hay là một gói đường cát, đi tìm những cái hang kiến, những cái ổ mối ở ngoài rừng, ngoài vỉa hè, bỏ xuống cho kiến ăn. Quý đừng có thấy chưa? Mà trong đời của ông chỉ làm cái việc đó. Rồi trên phần Phật có cam, có chuối gì cũng đạo Phật tử cúng ngày rằm 30 mùng 1 gì đó, cúng xong rồi ôm vô lấy bỏ trong tay nải, sắp đi hết. Đêm xuống bệnh viện Nha Trang, đi đến từng giường người bệnh, cho người trái cam, cho người trái táo, mà suốt mấy mươi năm trời Hòa Thượng làm như vậy đó. Làm xong rồi đi ra ngoài chợ đầm, có hai cái giỏ hai bên mua rau muống nè, chao nè, gì đó, cải chua nè, đậu hũ nè, bỏ trong cái sắp đó, làm xe đạp lật cọc đi về chùa để mà nấu ăn, chúng điệu. Quý đừng thấy chưa, chỉ có làm những việc như thế thôi đó. Và đến khi Ngài xả bỏ bó thân, ngồi trên ghế xích đu như thế này, rồi thì tịnh luôn. Quý đừng thấy ghê chưa? Làm chỉ chừng đó, những việc đơn giản như thế đó mà chúng ta có làm được không? Làm một ngày, 10 ngày, một tháng, một năm, 5 năm, mấy chục năm, cứ như thế đó, cứ cho kiến ăn. Đêm cam táo xuống cho bổn đạo Phật tử bệnh nằm dưới bệnh viện, đi ra chợ mua rau muống, tương cao gì đó về cho chúng điệu ăn, chừng đó. Ấy mới mà đến khi mất an nhiên, không đau, không yếu, không rên, không la, xả bỏ bao tâm một cách tự tại về với Phật. Quý đường, cho nên trong đời sống này, thưa quý đường, tự nhiên một số mai thì bước chân vô trong tính điện, thầy nhìn quý đầu hiểu rồi. Trong suốt cả cái thời tụng kinh, không phải là suốt cả mà thỉnh thoảng thầy gửi lên ý nghĩ. Đúng, tu hành khó lắm thưa quý đường, đòi hỏi một cái sự kiên trì, đòi hỏi một cái tâm thuần hậu. Mà ai trong chúng ta có cái tâm thuần hậu, có cái tâm kiên trì mới tu được. Còn không có cái tâm kiên trì, không có một cái niềm tin yêu nơi Phật Pháp, không có một cái đức tính, thì khó mà tu lắm. Nó dễ buông lung, nó dũng dương, nó dễ vui. Và từ chỗ đó cái tâm tu của mình nó dạng, nó mòn mỏi. Không những chúng ta đi chùa gọi là tu,
chúng ta vào chánh điện chúng ta mới lạy Phật. Và kể cả chúng ta ở nhà một buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta cũng đến bàn Phật của mình để tụng kinh, để trì chú, để niệm Phật, để ngồi thiền. Mà nếu chúng ta có gìn giữ được như thế đó thì quả thật rằng cái con đường tu của mình nó mới khuôn tập vào trong tự thân của chúng ta và nó cho ta một cái đời sống an lạc, nó cho mình một đời sống bình yên. Mà quả thật kinh nghiệm bản thân của thầy như vậy đó, thưa quý đạo hữu, chẳng lẽ bây giờ thầy nói ra, nhưng mà đó là một kinh nghiệm của bản thân. Cho nên thầy thường nói với mẹ, anh em thầy thường nói với mẹ, nên tu. Mình có được cái tự thân này mà mình không tu thì quả thật là nó là một cái sự uổng phí to lớn của đời mình. Uổng phí to lớn của đời mình. Mình không tu trong đời này thì quả thật là mình đang tạo dựng một sự kiện bất hạnh cho chính mình. Còn ai mà nỗ lực tu, ai mà làm các việc thiện, ai mà đem tâm lại Phật, ai mà đem tâm ngồi thiền, đó là một cái phước đức vô cùng to lớn của mình đời này và mai sau. Dĩ nhiên trong cuộc sống này chúng ta giàu có sang trọng, đó là cái phước đức hữu lậu của thế gian. Nhưng cái phước đức hữu lậu của thế gian nó có thể đến và nó có thể đi, nó có còn và nó mất. Nhưng mà cái phước đức được huân tu, cái phước đức được tu tập bởi giới, bởi định, bởi tuệ, cái phước đức đó không có mất. Mình nương vào giới để mình tu, mình nương vào định để mình tu, mình nương vào tuệ để mình tu, thì cái giới, cái định, cái tuệ đó là một cái gia tài giàu có của người tu. Cho nên mong rằng nếu ai thì mình không dám nói, nhưng mà chúng ta là những người nam nữ cư sĩ Phật tử thường hay đi chùa, chúng ta phải quán chiếu điều đó. Chúng ta phải quán chiếu điều đó mà một cách thẩm thấu hơn, một cách cụ thể hơn trong đời sống hàng ngày. Mới ngày nào đó thầy còn gặp, thầy còn thăm, thầy còn hỏi, thầy còn bát vai, thầy còn vân vân. Rồi ngày hôm sau nữa, thì hình hài đã nó còn nữa. Thầy thấy rất rõ, cái hình ảnh vô thường. Mà nếu ngày hôm nay mình không tu, mình không tích lũy công đức cho mình, mình không làm các thiện duyên cho đời mình, rồi khi vô thường nó đến, mình lấy cái gì để mình mang đi? Chẳng lẽ mình lấy 100 đô mình mang đi? Chẳng lẽ mình lấy một lon gạo mình mang đi? Chẳng lẽ mình lấy ổ bánh mì mình mang đi? Mình có lấy một ổ bánh mì mang đi mình cũng không ăn được. Mình có lấy 100 đô mình mang theo mình cũng đâu có tiêu được đâu, phải không? Vậy thì cái mà nó theo mình á là cái phước thiện, cái nghiệp lành. Mà cái phước thiện, cái nghiệp lành, cái công đức đó mình phải tạo, mình phải vun quén, mình phải tài bồi. Mà mình có vun quén cái phước thiện đó thì cái phước thiện đó nó nói theo mình. Mà thành công trong tương lai, một đời sống tốt đẹp phát sinh vào thiện xứ là nhờ tài sản của phước thiện đó, nhờ tài sản của công đức đó, nhờ cái gia tài của cái phước lành nó. Thưa quý vị, thiện nam tử, vì thế các người nên đem nửa phần ăn thí cho người hành cấp. Mình ăn một bữa cơm 3 chén, thôi giờ mình ăn 2,5 chén được không? Còn nửa chén mình cho người hành cấp, đâu có gì khó khăn đâu. Thiện nam tử, những người rất nghèo nhưng có người nào đến nỗi lõa lồ không quần áo, nếu có phần quần áo đâu lại không có một chiếc khăn nhỏ
để thí cho người buồn ghẻ, hay miếng vải chừng một ngón tay để người làm tim đèn ư? Một cái giải vải xe lại để làm cái tim đèn, chứng tỏ rằng cái xã hội Ấn Độ khi xưa người ta thường hay thắp đèn dầu dừa để lên cái dĩa đó, rồi xe một cái tim bằng vải để nó nằm xuống rồi đốt, hả quý đạo hữu? Cho nên cái sự bố thí này trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi vai trò vị trí của chúng ta đều có thể bố thí được. Còn ngày hôm nay chúng ta có phước thiện nhiều hơn, chúng ta có nhân duyên nhiều hơn. Như bao nhiêu lần thầy nói đó, mở cái tủ áo ra, thầy đếm từ bên trái qua bên phải, từ bên phải qua bên trái, từ bên ngoài vô bên trong, ít ra quý phụ đạo hữu một người có 99 âu quốc, có không? Chi mà nhiều dữ vậy? 99 âu quốc làm sao mang cho hết? Còn mở lỗ xét ra nhìn bên trên xuống dưới ha, 101 cái chiếc áo dài. Quý đạo hữu thấy thừa thải chưa? Trong khi đó có những quốc gia họ không có áo họ mặc, họ không có bột mì để họ ăn nữa chứ đừng nói khô. Như vậy là quý đạo hữu có thấy mình là người có phước duyên không? Có không? Có phước duyên lắm lắm. Cái phước đó từ đâu có? Từ trong quá khứ mình đã tạo ra. Mình đã có phước nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, mà kiếp này mình không là người ăn xin, kiếp này mình không phải là người nghèo khổ. Thiện nam tử, người trong thiên hạ có ai nghèo cùng đến nỗi không thân thể? Có người nào nghèo mà không có thân thể không? Như người có thân thể thấy người khác làm phước đích thân đến đó giúp đỡ vui mừng không chán nản, cũng được gọi là thí chủ và cũng được gọi là có phước đức. Mình có tự thân này, dù cái thân đó là cái thân nghèo, nhưng mà mình biết có người bố thí, có người cúng dường, có người tạo phước, mình đến mình giúp đỡ người bố thí cúng dường đó, mình cũng có phước. Giống như là mình đi cho người homeless ăn, mình đến mình gói bánh mì, mình đến mình cột dây thun, mình đem mình đưa đồ ăn đến đó cho người homeless ăn. Quý đạo hữu có thấy mình bố thí không? Mình bố thí cái công sức của mình bố thí cái thời gian của mình. Mà điều này quý đạo hữu đã nghe rõ ở trong kinh Gương Mặt Tăng Giới nói không? Đích thân đến đó giúp đỡ vui mừng không chán nản, nổi cái tâm vui của mình khi thấy những người khác đem cho đồ ăn đến người hôn lét, đến người nghèo cùng, đến người hành pháp, là mình cũng đã có phước rồi. Mình chia sẻ cái công việc với người ta là mình có phước rồi. Cũng được gọi là thí chủ và cũng được phước đức, hoặc có lúc được một phần, hoặc có khi được đông nhau, được đồng nhau, hoặc có khi được thắng thù thắng hơn. Vì nhân duyên ấy nên lúc ta thọ bữa ăn của vua Ba Tư Nặc cũng chú nguyện vua là người nghèo cùng được phước đức đồng nhau. Quý đường mình hòa đồng vào trong cái chương trình cứu khổ, trong cái chương trình cho người nghèo ăn vui vẻ, cũng giống như là nhà vua mà đem cho đồ ăn đến cho thần dân vậy đó, thưa quý đường. Cho nên nói đến cái sự bố thí không có nghĩa là chúng ta giàu có sang trọng chúng ta mới bố thí được, mà nghèo chúng ta cũng có cái phương tiện để chúng ta bố thí. Thiện nam tử, như người mua hương, hương xoa, hương bột, hương rời, hương đốt, bốn thứ loại hương như vậy, có người làm, người mua, người cân, người ngửi mùi hương như nhau, phải không biết được? Cái hương của trầm đó, người đi chặt cây trầm về làm hương, người xe xây ra thành bột để làm hương, rồi người đem bán hương và người mua hương, rồi người đốt hương, tất cả những người đó đều ngửi cái hương của
làm đó giống nhau hay là khác nhau? Giống nhau, người đi chặt cây trầm hương về, rồi người chẻ trầm hương ra, rồi người xây bột trầm hương, rồi người làm hương, người đốt hương. Những người đó đều hửi cái mùi trầm hương như nhau. Nó có khác không? Đâu có khác đâu. Cho nên cái giá trị là chúng ta có chịu làm hay không, chúng ta có ý thức hay không. Cho nên khi mà chúng ta chịu làm thì cái công đức như nhau, giống như là người ngửi hương, người đốt hương cũng ngửi hương, người xe hương cũng ngửi hương, người chặt cây trầm để làm hương cũng ngửi hương. Tất cả những hương đó đều bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Công đức bố thí cũng như vậy, hoặc nhiều, ít, lớn, nhỏ, hoặc tâm hoan hỷ, thân đến phụ giúp, hoặc ở xa, thấy, nghe, tâm sinh vui mừng, vì tâm kia đồng nhau nên được quả báo cũng đồng nhau, không có sai cả. Ví dụ cố gắng ha, khi thấy người ta bố thí, mình sanh tâm hoan hỷ, mình có phước. Đừng thấy người ta bố thí, mình sanh tâm đố kỵ, ganh ghét, mình mất phước. Mà trong khi đó người ta có phước. Đó là những điều mà Thầy trình bày một cách vắn tắt. Trong còn nhiều nữa thiện nam tử, nếu ông của thấy người khác khí rồi, tâm không tin kính nghi ngờ, bực phước điện ấy là bằng cùng. Thấy người ta bố thí mà mình không có hoan hỷ, mình vui là mình khổ thôi, mình bằng cùng, mình nghèo. Cảm ơn quý vị, thật nhiều. Nam mô A Di Đà Phật.